với hàng ngàn bộ hài cốt nè của những người dân. Ở đây thì các sư lại chọn thành một cái đố sen như cho các linh hồn ở đây được siêu thoát. Và cái cách giết của bọn Khmer đỏ khá là tàn bạo. Anh Bao Huy là một cái phó cán bộ huyện Mâm Quy Say cho biết thì ông đã từng chứng kiến cảnh các cán bộ Khmer đỏ ngủ pha mặt người ở gần hố. Có nghĩa là khi mà giết người rồi xong thì khi chúng mổ bụng và lấy mặt người để pha với rượu uống và chôn những người dân vô tội vào một cái hố luôn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Vào chiều hôm nay thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại tỉnh Siem Reap của Campuchia. Và phía sau lưng đây là ngôi chùa có tên là Wat Mai tại Siem Reap này. Được một số người dân giới thiệu thì ngôi chùa này là nơi lưu giữ chứng tích của tội ác nạn diệt chủng Pol Pot, những người dân Campuchia vô tội. Và để tìm hiểu thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào viếng ngôi chùa cũng như là xem lại những cái chứng tích tội ác của bọn Pol Pot nha cô bác quý anh chị. Thì ở đây có những cái nơi lưu giữ mà Bùi Hồ có quay ở những cái clip trước như là nhà tù S21 Tunlen hay là cánh đồng chết. Và nơi đây cũng là một trong những cái nơi lưu giữ về tội ác bọn Pol Pot nạn diệt chủng Khmer đỏ. Ngôi chùa này vẫn còn lưu giữ một cái tội ác của bọn Khmer đỏ. Ở nơi đây có một cái ngôi tháp giống như một cái ngôi tháp về các sọ người nạn diệt chủng ở Việt Nam, đặc biệt là ở Tri Tôn An Giang đó. Thì ngôi chùa này vẫn lưu giữ hàng trăm bộ hài cốt và quần áo của các nạn nhân ở tại cái ngôi chùa này. Thì không biết là các nạn nhân ở đây thì được tập kết về đây để gửi vào chùa hay là các nạn nhân này bị giết tại ngôi chùa luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm hiểu cái hành trình này nhé. Đây có cả một cái ngôi tượng Phật này. Đây là một trong những ngôi chùa theo Phật giáo Nam Tông. Xương và sọ của những người đã bị giết chết ở chế độ Khmer đỏ đã được tìm thấy trong khắp đất nước Campuchia. Xương chắc thành đống luôn mọi người. Và đây là chắc có lẽ là nơi những cái cánh đồng chết. Ở trên đất Campuchia thì có hàng chục cánh đồng chết như thế này. Và đây là hình ảnh của một ngôi chùa sau khi tập kết. Còn ở dưới đây hình ảnh của ông Pol Pot, thủ lĩnh của Khmer đỏ. Còn đây là một cái tiếng Khmer xương ở trong một cái xương của nhân dân Khmer chết trong một cái đống đổ nát đó, mọi người. Những hình ảnh những người gánh đất trong cái quá trình xây dựng một cái con đập ở chế độ Khmer đỏ. Những người đàn ông và phụ nữ họ làm việc gần một cái con sông tên là Chini Thôm ở trong cái chế độ này. Một cái chiến xe của bọn của Khmer đỏ Pol Pot và cái ông Nun Chi đó. Ông này Pol Pot và Nun Chi. Và đây là các huấn luyện, một cái buổi huấn luyện lái xe đó của bọn Khmer đỏ. Đây là dưới cái thời, cái hình ảnh này bao quát dưới cái thời chính quyền Khmer đỏ. Còn đây là hình ảnh về nhà tù S21, nhà tù Tunlen, nơi những cái hàng rào sắt bao quanh. Nơi nhà tù này thì cướp đi sinh sống của hơn 17.000 người. Và những người ở trong tù này đó, họ phải bắt buộc phải lấy lời khai nè. Và họ hành hạ từ từ đến chết bằng cách là rút xương ngón tay hoặc là có thể là khứa cổ đập đầu nhằm hạn chế nhất cái vũ khí khí tài. Và đây là hình ảnh một cái những cái đứa trẻ. Những đứa trẻ này nó trở thành những đứa trẻ mồ côi sau khi hơn 20.000 người, 200.000 trẻ mồ côi ở Campuchia. Ba mẹ của chúng đã mất hết và không biết để làm gì. Và bây giờ thì mọi người tiếp tục đi tham quan một cái khuôn viên đây nha. Qua đây, qua một cái hình ảnh phát vào và những cái chứng tích của Khmer đỏ
thì mọi người có thể hiểu thêm về cái cuộc sống của người dân với dưới một cái chế độ chính quyền tàn độc. Mặc dù là chỉ thống trị ở trên cái đất nước này 4 năm thôi. Cái này là ở dưới chế độ Khmer Đỏ thì phơi lúa. Còn cái đây là một cái cảnh mà đắp đê nè. Và đây là phụ nữ và các người đàn ông á, họ làm một cách xuyên suốt như là đào những cái đê, những cái hào rồi đó. Họ, những người dân Campuchia họ phải làm một cách cực lực, và nếu họ có thể là tính mạng của họ có thể là đe dọa bất cứ lúc nào. Đây là các đứa bé nó đang ăn nè. Này gánh đất. Theo thông tin tìm hiểu được từ những cái tư liệu bằng tiếng Anh ở nơi này thì mình biết được rằng thì ở đây có cái hai cái nhà tù, một là cái ở Guatala và có hơn 500, có hơn 100 hố và 5 đến 600 người chết. Hai là ở Guatemala là chính là cái ngôi chùa này luôn nè cô bác quý anh chị cũng như là mọi người. Thì trong cái ngôi chùa này đó thì nó có khoảng 15 hố và khoảng 1.000 người chết. Có khoảng 2 hố và 150 người. Thì ngày xưa thì bọn Pol Pot họ bắt những cái vị sư ở trong đây nè phải đi những cái nơi khác và biến ra cái ngôi chùa này thành một trong những cái nhà tù để bọn chiến giam, bao gồm thì những người giàu có, giai cấp tư sản, quan chức nhà nước của Cộng hòa Khmer đó, và những người phản đối cái đường lối cách mạng của đảng thì bị trong chùa đã bị hư hại. Và nơi xung quanh cái ngôi chùa này thì bọn chúng đã phát hiện rất là nhiều hố mà bọn chúng chết và sau bọn chúng giết và chôn tập thể. Và cái nhà chùa này đó thì họ các nhà sư sau khi, cũng như người dân sau khi về sau năm 1979 về khai quật thì họ tập kết lên cái ngôi chùa này, tập kết các bộ hài cốt lên ngôi chùa này. Và ước chừng thì trong cái ngọn tháp này, ngọn tháp chứa đầy hài cốt này có khoảng 500 đến 600 người là những người tầng lớp quan chức của Khmer cũng như là những người giai cấp tư sản, họ bị chết ở những hố chôn tập thể. Cái đoạn này đọc thì mọi người sẽ thấy rất là rùng rợn về nạn diệt chủng Pol Pot. Là một anh Bao Huy là một cái phó cán bộ ở huyện Mâm Quy Say cho biết thì ông đã từng chứng kiến cảnh các cán bộ Khmer Đỏ uống rượu pha mặt người ở gần hố. Có nghĩa là khi mà giết người rồi xong thì khi chúng mổ bụng và lấy mặt người để pha với rượu uống và chôn những người dân vô tội vào một cái hố luôn. Anh ta cũng nhìn thấy nơi trú ẩn của tù nhân, nơi trú ẩn rộng 15m và dài 60m, nhiều tù nhân đã bị giam giữ ở đó. Người từng Han Sofa là một người từng phục vụ trong đơn vị cơ động ở quận Mâm cũng nói như vậy. Anh ta khẳng định rằng anh ta cũng đã nhìn thấy cán bộ Khmer Đỏ nấu mặt người, sau đó họ mổ gan của những người chết. Nhìn thấy nhiều cái túi mật được buộc gần nơi giam giữ, một số tù nhân bị hãm hiếp và giết chết. Cả hai nhân chứng ước tính rằng khoảng 1.000 tù nhân đã bị giết và chôn trong cái hố khuôn viên chùa. Ở trong cái hố khuôn viên chùa này thì ở đây có một cái hố thì đã 1.000 tù nhân đã bị chôn. Ngày nay là một cái ngôi chùa khá là khang trang, nhưng trước đây ngôi chùa này là nơi giam giữ các tù nhân, mà những tù nhân là những người tham gia chính trị, những quan chức, những giai cấp tư sản. Và bọn Pol Pot đã biến cái ngôi chùa này thành một trong những nơi giam giữ những tù nhân như vậy. Các sư ở trong cái ngôi chùa này buộc lòng phải bỏ đi những cái nơi khác theo chỉ đạo của chính quyền Khmer Đỏ. Sau nạn diệt chủng của bọn Khmer Đỏ thì hàng trăm ngàn trẻ em mồ côi không cha, không mẹ, họ sống một cuộc sống bơ vơ sau năm 1979. Trong ngôi chùa này trước đây có những cái hố chôn tập thể mà nơi này người ta vẫn còn ám ảnh bởi những xương người, sọ người chất thành đống. Có một cái câu chuyện kể rằng là bọn Pol Pot Khmer Đỏ đó, họ đã giết người bằng cách là mổ bụng, lấy gan hoặc là lấy túi mật để mà pha với rượu để mà làm mồi nhậu cho chúng hàng đêm. Thậm chí là khi mà giết để hạn chế về
khí tài á, thì họ dùng cách làm mổ bụng, cắt cổ hoặc là đập đầu vào những cái cây vô tri vô giác. Như ở clip trước Bùi Hồ có đăng về những cái cây giết người. Trong ngôi chùa này vẫn còn tái hiện lại rất rõ những hình ảnh, những bộ xương nằm rải rác khắp nơi. Người ta đã phát hiện rằng trong khuôn viên ngôi chùa này có những cái hố chôn tập thể, mà nơi đó những cái hố chôn đó hàng trăm người vô tội. Và sau này khi mà được chính quyền Khmer Đỏ bị đánh bại và được giải phóng, thì ngôi chùa này trở thành một trong những địa điểm tâm linh tập kết về đây. Và trên đây là một cái ngôi tháp khá là cao, mà trong cái ngôi tháp này chứa hàng trăm, thậm chí là cả hàng ngàn bộ xương và cả quần áo của nạn nhân vô tội sau nạn diệt chủng Pol Pot. Và mọi người nhìn xa xa đó có thể thấy được là có khá là nhiều những bộ xương, những hài cốt người dân vô tội đã ngã xuống ở trong cái khuôn viên chùa này, và cũng như là những cái hố chôn tập thể vòng quanh cái khuôn viên này sau khi họ tập kết thì để ở trên này. Và những Phật tử họ hành hương thì mình thấy họ chôn, họ có thể họ để luôn cả tiền Campuchia vào ở trong đó. Và cái tháp này thì cũng khá là lớn và nó chia được làm nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau, những cái bộ xương với những độ tuổi khác nhau. Ở Việt Nam thì cũng có một cái ngôi chùa, đó là chùa Phi Lai, cũng nơi lưu giữ hàng hơn gần 2.000 người bị nạn diệt chủng Pol Pot giết tại chùa Phi Lai ở huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Đây là một trong những ngôi chùa cũng như vậy. Theo tín ngưỡng của Phật giáo đó, thì những người họ tin rằng đó, những người mà theo đạo Phật đó, thì họ không bao giờ giết những người, giết người ở trong chùa, đặc biệt là đầu những người theo đạo Phật. Và họ tìm ở Ba Chúc, họ tìm cách họ lẩn trốn trong chùa và bọn Pol Pot đã giết hại một không thương tiếc. Và nơi đây vào, đến đây vào một buổi chiều thì mình cảm nhận được một cái sự vắng lặng cũng như âm khí hoang hồn vẫn còn nơi này. Ở trong đây thì ghi rất là nhiều tư liệu, khá là nhiều, gồm tiếng Anh và tiếng Khmer, thì mọi người có thể đến đây để dịch và tham khảo tư liệu. Và có luôn cả hình ảnh về thủ lĩnh của Khmer Đỏ, đó là Pol Pot. Ông Pol Pot thì ông mới chết năm 1998 thôi. Và ông đã lưu vong, ngày xưa thì ông cũng học ở Pháp. Và một số hình ảnh khá là rùng rợn về ngôi chùa thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn cũng như cô bác quý anh chị cùng xem ha. Mình sẽ lên cái tháp này nha. Lưu ý là khi mà các bạn, cô chú với quý anh chị á, nên cân nhắc kỹ trước khi xem, vì một số hình ảnh khá là rùng rợn và đau thương. Đây là trong cái tháp dưới hàng ngàn bộ hài cốt nè của những người dân. Ở đây thì các sư lại chọn hình một cái đố sen như cho các linh hồn ở đây được siêu thoát. Và cái cách giết của bọn Khmer Đỏ khá là tàn bạo, và chúng chọn những cái cách như là đập đầu, dùng cây đập đầu hoặc là chọt những cái cây sắc nhọn đâm thẳng vào đầu để cho nạn nhân chết một cách từ từ và đau đớn. Hiện nay thì luật mà tử hình hoặc là những cái chết đau đớn á, thì trên thế giới đã bỏ hết rồi, và họ chọn những cái cách đơn giản cho nạn nhân chết một cách đơn giản như là tiêm thuốc độc, hoặc là có những nước họ bỏ luôn cái việc mà tử hình, chỉ chung thân thôi. Nhưng bọn Khmer Đỏ thì họ chọn những cái cách giết người tàn bạo và mang gờ. Vì những hình ảnh khá là phản cảm nên mình sẽ không quay cận cho cô bác quý anh chị xem. Thì rất mong sau video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị một điều gì đó về một cái bức tranh của bọn Khmer Đỏ vẽ lên bởi xương người, máu người của nhân dân Campuchia.
trong đó có cả những người dân Việt Nam. Một bức tranh đau thương, một quá khứ mà không ai muốn nhắc đến. Những người Campuchia họ không bao giờ họ muốn nhắc đến một cái lịch sử, một cái quá khứ nạn diệt chủng đau thương như thế này. Hôm nay mình có dịp về đại lại ngay tại tỉnh Siem Reap và ghé chùa Wat Mai này để mà chia sẻ với anh chị cũng như là cô bác với anh chị, tất cả các bạn, một trong những cái nơi mà trước đây là một cái thảm cảnh của nạn diệt chủng Pol Pot. Hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Sẽ còn nhiều điều khá thú vị hơn và những cái chuỗi video clip ở Campuchia.